Hà Nội Nhân Phố xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay giới thiệu với các bạn một dàn Sony Made in Japan MD9 4 thớt đi cùng với cặp loa đồng bộ của nó, loa chép điện. Bass này là bass 18 và đây là thớt CD. Đang có đĩa bên trong là mình sẽ play CD trước nhé. Ampli, tuner và MD. Play đĩa số 5. Đèn màu xanh lá là đây là sẽ mình play nó xanh lá. Còn 1, 2, 3 này đang có đĩa bên trong, hiện 1 ca. Ok. Có điều khiển học chỉnh full chức năng nhé. Mình tạm ngưng nhé. Đây là đĩa CD số 5 và đang chơi 5 bài số 1. Và 4 thớt này bao gồm ampli, CD 5 đĩa, một đĩa MD và một cái thớt tuner. Các bạn có thể đặt hàng ngang như vậy hoặc có thể đặt cao lên, 4 thớt chồng lên nhau. Nếu mà bạn ngang, các bạn đặt 4 thớt hàng ngang như vậy thì kích thước hồi nãy mình đo là 104 cm và chiều cao của loa hiện tại là 47 cm nha các bạn. Con này là Sony MD9 Made in Japan, từ 4 thớt cho tới cái cặp loa luôn. Loa này là loa điện nên cần phải có cái nguồn điện ở phía sau, và cái nguồn điện được nối với cái ampli nên các bạn không cần phải lo lắng về cái phần chia điện. Ampli chỉnh được bass chép nè, bass chép nè các bạn thấy không, bass chép riêng biệt, có chế độ karaoke luôn nè, đó karaoke và micro, âm lượng của micro rất là tiện nha các bạn. Cái volume này nó có cái đèn led nè, nó hiển thị rất là rõ nữa các bạn, nó sẽ hướng được, nó chỉ ra cái vị trí của cái âm lượng. Và tiếp theo bên này là Dolby Surround và DSP. Chế độ Dolby Surround này các bạn, cái âm thanh vòm để coi phim nhé các bạn. Ở phía sau âm ly này có hai cổng chính để ra loa, đây hai cái loa lớn và hỗ trợ thêm 1, 2, 3, 4 cái loa vệ tinh nữa, rất là pro, và một cái súp điện. Còn ngõ là súp điện, còn đây là các ngõ kết nối AUX nè, CD, MD, điện thoại, máy tính, vân vân. Đây con này có là phần quạt nguồn dễ tỏa nhiệt rất là tốt. Cái chế độ Dolby Surround này là chế độ xem phim, âm thanh vòm 5.1, 3.1 vân vân. Còn bên này DSP là chế độ âm thanh giả lập theo kiểu đây nè, stadium là sân khấu, hay lộn, stadium là cái sân vận động trực tiếp, live dance hall đó, hội trường vân vân, những cái chế độ âm thanh mà nó giả lập theo một cái không gian rất là chi tiết. Phần âm ly và có thể rất là dễ dàng kết nối với những cái loa vệ tinh, hoặc là các bạn kết nối thêm loa chép, loa lời vân vân. CD 5 đĩa thì thầy đã thấy rồi, 5 đĩa riêng biệt, phần ra đĩa ở đây, đèn hiển thị rất là đẹp, màn hình riêng. Còn đây thớt
mà đi vừa chơi đĩa và vừa giải mã cổng quang optical ở phía sau đây. Các bạn chỉ cần bấm nút rec thôi nè, đó digital in nè, đấy nó chờ tín hiệu vào đấy. Cổng quang, cổng quang optical nằm đây các bạn nè. Quang in nhé, rất là tiện cho các bạn để mà kết nối smart tv, android box, fpt box vân vân. Con này là dòng đàn anh của con MD99, nó tên là MD9, và sau này các phiên bản, những cái phiên bản tiếp theo ra MD99 nhé. Có lưới loa chúng mình sẽ gắn cho các bạn xem. Nãy đang chơi đĩa rồi, giờ ra chơi đĩa mà đi nhé. Stop. Đây nó tự nó chuyển qua mà đi luôn nè các bạn. CD mà đi. Hồi nãy là mình gắn vào cái amply, cổng AUX, cổng điện thoại, máy tính vân vân. Các bạn cũng có thể dễ dàng gắn thiết bị Bluetooth thông qua cái cổng AUX đó. Và tiếp theo là mình sẽ test cái cổng quang optical mà nãy mình vừa gắn vào nè, này. Cổng quang trực tiếp smart TV. Và bây giờ mình mượn một cái đầu mà đi. Đây, mình xuất cái đầu mà đi này ra, play. Cái đầu mà đi quen thuộc để mình test. Bấm nút rec thôi, chỉ để đĩa bên trong. Một là chơi đĩa, hai là làm giải mã, đơn giản mà. Đó, thấy không? Nó tự nó nhận bên amply luôn. Thank you.
chúng ta muốn stop giải mã thì chúng ta bấm nút này lại. Đấy, đơn giản. Con này có hỗ trợ thêm những cái loa vệ tinh nữa, các bạn rất là dễ phối ghép, rất là dễ chơi những cái thể loại loa mà mình thích. Và có thể gắn thêm sub điện để dưới đất để các bạn muốn hỗ trợ cho âm trầm khi mà xem phim vân vân. Đây là một cái loa, loa này là loa chép điện, gọi là chép đa hướng. Nó làm ở đây và phần ngân sao này rất là đẹp, nhìn rất là lạ. Nó đánh đa hướng, nghĩa là trước và sau luôn. Chúng ta test một bài nhạc mạnh nữa trước khi kết thúc với cái con MD9 ngày hôm nay nhé. Chúng ta kết nối qua cổng AUX, cổng AUX kết nối điện thoại, máy tính vân vân, hoặc là cái thiết bị Bluetooth mà các bạn gắn rời bên ngoài. Mình mở trên YouTube nhé các bạn. Đây, qua cái đoạn quảng cáo cái đó. Rồi, chuyển qua cổng. Bát lên. Chúng ta đang test một bài nhạc remix qua cổng AUX kết nối với Amply trực tiếp, hoặc là các bạn có thể kết nối trực tiếp kết nối qua cái đầu giải mã này, thông qua đầu giải mã này, cổng analog cũng vẫn được, cổng quang và còn cả cổng analog. Các bạn đừng quên tham khảo thông tin giá thành, thông số kỹ thuật ở bên dưới mỗi cái video này nhé, rất chi tiết. Và trong trang Facebook và Zalo của mình qua số điện thoại cũng như là kênh hàng nội địa Nhật Vũ. Và đừng quên bấm like cho mình nếu cảm thấy thích cái dàn âm thanh nội địa Nhật điện 100V này nhé. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi.